Vâng, chào mừng các bác đến với kênh Loa Hải Phòng. Và hôm nay thì Loa Hải Phòng sẽ làm cái video hướng dẫn là các bác cách sử dụng sao cạc V8 mà sử dụng cái sợi dây trắng đi kèm sao cạc để làm sợi dây livestream. Thì đầu tiên là các bác phải chuẩn bị những thứ như sau. Thứ nhất là chiếc sao cạc V8. Thứ hai là mic pro. Thứ ba là dây cắm mic. Hai sợi dây cắm, một đầu dẹp và một đầu 3.5. Một cái tai nghe, có thể tai nghe nhất tai hoặc tai nghe kiểm âm, tai nghe phẩm âm như này đều được nhá. Và hai cái điện thoại, một cái điện thoại để mở nhạc và một cái điện thoại để phát livestream. Hoặc nếu như các bác không có hai điện thoại thì các bác có thể cắm vào máy tính, có nghĩa là máy tính sẽ mở nhạc và một cái điện thoại để phát livestream. Ok, bây giờ mình sẽ dẫn các bác kết nối các sợi dây lại. Đầu tiên là cắm mic trước. Cắm mic nhé. Trước khi cắm dây thì mình cũng hướng dẫn qua các bác là những cái cổng cắm đằng sau. Cổng cắm line 1 và line 2 là để dùng cắm cái dây dẹp này. Một đầu dẹp, một đầu 3.5 và kết nối với cái điện thoại để phát livestream. Line 1 và line 2, cả hai cổng này đều có thể line hai cái điện thoại này một lúc, một cái line Bigo, một cái line YouTube hoặc Facebook chẳng hạn. Tiếp theo là cái cổng music. Cổng music là cổng cắm cái sợi dây để lấy nhạc, cắm sợi dây 3.5 như này, một đầu dẹp, một đầu 3.5 và một đầu kia cắm điện thoại để phát nhạc. Và cái cổng CH USB này là để cắm cái dây sạc ấy. Còn ba cái cổng 3.5 này thì hai cổng này là hai cổng đầu ra, thì các bạn có thể cắm tai nghe hoặc là sợi dây livestream 3 màu. Cổng này là cổng cắm mic 5V, chân cắm 3.5 như này. Cổng này là cổng cắm cái mic karaoke gia đình, chân cắm 6.5 nhá. Ok, bây giờ mình sẽ cắm các sợi dây này. Đầu tiên là mình cắm mic trước. Đầu cắm mic vào đây. Đây nó có ngạnh nhá, các bác để ý. Ở cái đuôi mic nó có ngạnh, các bác lựa đúng cái ngạnh. Các bác cắm vào. Tiếp theo này các bác cắm tai nghe, thì các bác có thể sử dụng tai nghe này hoặc là tai nghe thẩm âm này đều có thể cắm được một trong hai lỗ này nhá. Tai nghe và tiếp theo một sợi dây dẹp như này, các bác cắm vào cái cổng music đây để làm dây lấy nhạc nhá. Cái đầu còn lại thì các bác cắm vào cái điện thoại để mở nhạc. Các bác lưu ý là khi cắm điện thoại để mở nhạc hay là phát livestream mà cái vỏ ốp nó dày thì các bác nên tách vỏ ốp ra. Tại vì nếu như mà vỏ ốp dày nó vướng, vỏ ốp nó không vào hết cỡ được thì nó sẽ không tiếp xúc được, âm thanh nó chập chờn đấy. Tách vỏ ốp ra. Đây là cái điện thoại để mở nhạc và dùng tiếp một cái dây cắm, một đầu dẹp và một đầu 3.5 cắm vào cổng line 1 hoặc line 2. Để mình cắm line 2 nhé. Cái đầu còn lại thì các bác cắm vào cái điện thoại thứ hai để phát livestream. Thế vào ốp này cũng tương đối dày, tách ra. Đấy. Như vậy điện thoại này sẽ là mở nhạc karaoke và điện thoại này sẽ là điện thoại phát livestream. Bây giờ mình đang quay video thì mình sẽ rút cái dây cắm điện thoại phát livestream ra để cắm điện thoại quay video để cho các bác nghe thử âm thanh của cái sọt cạc V8 nữa. Các bác nghe thấy âm thanh của hát chưa? Ok, mình đã nghe thấy rất là rõ rồi. Bây giờ mình sẽ alo thử cho các bác nghe thử âm thanh của cái sợi cạc V8 này nhé. Alo, 1, 2. Alo, 1, 2, 3. Cái điện thoại
bạn đang quay video và cái điện thoại phát live stream. Bác lưu ý là nhiều bác hỏi là tôi xem video hướng dẫn như vậy là xem để cắm vào điện thoại phát live stream, thế còn quay video thì làm thế nào? Thực ra là quay video và phát live stream là cắm dây y xì như nhau, nó chỉ khác một cái là thay vì các bác có phát live stream trên Facebook, trên YouTube thì các bác không phát live stream nữa, mà các bác chỉ bật chức năng quay video của cái điện thoại mà các bác để phát live stream ấy, các bác bật chức năng quay video của điện thoại lên, các bác quay như quay chụp bình thường ấy, là nó sẽ thu lại cái tiếng hát của các bác chứ không có gì là khác cả, nó cắm dây IC như thế thôi. Bây giờ là chúng ta đã cắm dây đúng như này nhé, cắm dây đúng như này thì cái điện thoại mà đang quay video ấy cũng như là phát live stream nó thu được cái tiếng nhạc và tiếng mic có độ vang như này, có nghĩa là các bác đã cắm đúng rồi, nó nhận rồi. Như vậy là ok nha các bác nhé. Giờ mình sẽ hát chay một đoạn, bởi vì bây giờ YouTube làm bắt nhạc bản quyền rất là chặt, cho nên là video này mình sẽ không mở nhạc để test nhé, mình alo thử thôi. Alo, 1, 2, 3. Xây giấc mộng ban đầu, yêu người thuở mới đôi mươi. Ok, các bác nghe được cái độ vang của mic như là mình đeo trong tai nghe đấy. Như vậy là mình đã cắm đúng rồi và nó đã nhận rồi. Vâng, trong video này thì Loa Hải Phòng đã dẫn các bác cái sò cạp 18 và dùng dây trắng đi kèm sò cạp để làm dây live stream kết nối điện thoại phát live stream và quay video. Các bác có câu hỏi gì cứ comment bên dưới thì Loa Hải Phòng sẽ trả lời các bác nhé. Ok, cắm như vậy là ok rồi các bác nhé. Cái điện thoại này sẽ là điện thoại để mở nhạc YouTube. Thì các bác mở nhạc karaoke ở trên YouTube lên. Ok. Và cái điện thoại này sẽ là cái điện thoại thứ hai, sẽ là điện thoại phát live stream. Điện thoại phát live stream hoặc là quay video nhé. Phát live stream và quay video đều cắm y như nhau, đều cắm bằng cái sợi dây live stream như thế này. Nhưng mà đầu tiên này em sẽ hướng dẫn các bác phát live stream trên Facebook trước. Thì các bác truy cập vào Facebook của các bác, sau đó là mày cười, mày cười đảo đi, tao biết mày cười đảo rồi. Các bác truy cập Facebook nha, các bác nhấp vào đây, sau đó các bác nhấp vào cái hình máy quay này là phát trực tiếp. Đây là cái điện thoại này, Facebook hiện tại đang bị lỗi tiếng Việt cho nên là làm tiếng Anh. Thì các bác cứ nhìn cái hình máy quay phát chim, các bác nhấp vào đây. Và khi mà phát là chim thì nó có nhiều chế độ khác nhau. Ví dụ các bác mà muốn phát cho bạn bè mình xem thì các bác để ý góc bên trái đi. Nó có chữ bạn bè này. Thì các bác cứ để nguyên như vậy thôi. Các bác để nguyên như vậy các bác phát là bạn bè các bác xem, hoặc các bác muốn được chọn là phát công khai bất kỳ ai cũng có thể xem được, không cứ là bạn bè, kể cả người ta không phải là bạn bè các bác cứ vào trang cá nhân các bác là xem hết. Thì các bác nhấp vào cái hình mũi tên này đấy, các bác nhấp vào chữ công khai là tất cả mọi người truy cập vào đấy, họ không phải bạn bè họ vẫn xem được. Hoặc các bác muốn chỉ một mình các bác xem thôi, các bác nhấp mũi tên nó trỏ xuống này, nó sẽ sổ xuống và cái chữ chỉ mình tôi, các bác chọn chỉ mình tôi. Như vậy là livestream đấy, các bác chỉ có mình các bác xem được thôi, còn không ai xem được cái livestream đấy của các bác. Còn thường thì chúng ta cứ để công khai để tất cả mọi người cùng xem. Ok, và sau khi chọn được công khai hoặc riêng tư hoặc chỉ mình tôi rồi thì các bác nhấp vào chữ phát livestream. Tiếng Việt ở đây là phát livestream nhá, là nó sẽ phát livestream. Nếu như các bác mà để cái điện thoại như thế này đấy, các bác muốn quay camera đằng trước thì các bác nhấp vào đây. Đây này, nó có cái hình camera và có hai mũi tên quay ngược quay xuôi này. Các bác nhấp vào đây thì nó sẽ chuyển camera từ đằng trước sang sau, hoặc đang ở đằng sau các bác nhấp vào đây nó sẽ chuyển đằng trước. Đấy, các bác thấy không? Chuyển camera đằng trước. Ok, đấy là cách phát là chim. Còn cái cách thứ hai là bây giờ ở trường hợp mà nhiều các bác hỏi được, nhưng mà tôi không muốn phát live stream thì tôi muốn quay video thì làm như nào? Quay video thì các bác cũng cắm IC dây như này cho mình nhé, dây cắm như là lúc phát live stream, nhưng các bác không vào Facebook nữa, các bác không vào YouTube nữa, mà các bác bật chức năng quay video của điện thoại lên
các bác mở điện thoại lên, sau đó là tìm mục camera, đây máy ảnh đây, nhấp vào máy ảnh, sau đó là các bác cũng cài đặt camera, chọn camera trước hoặc camera sau thôi. Các bác muốn dùng camera trước thì các bác như này, các bác dùng camera sau thì các bác đổi ở đây và các bác ấn quay thôi là nó sẽ thu được cái tiếng nhạc và tiếng hát của các bác như bình thường, không có gì là phức tạp cả. Đó.